Hello, xin chào tất cả các em Hôm nay chúng ta chuyển sang học về bài toán phản ứng tráng bạc Thì đây là một trong những bài toán quan trọng nhất của chương trình hóa hữu cơ lớp 11, lớp 12 Thì với cái bài toán phản ứng tráng bạc này Thì chúng ta cần phải ghi lại thầy một số kiến thức quan trọng Để chúng ta cùng đi vào thực hành một số bài Chúng ta ghi thầy ở cái mục A là các bài toán mẫu có giải chi tiết Thì chúng ta sẽ ghi thầy một cái mục đánh dấu sao Đó là một số kiến thức quan trọng một số kiến thức quan trọng Chúng ta nên ghi chép cẩn thận nhé Một số kiến thức quan trọng à, Kiến thức số 1 Đó là à, phản ứng tráng bạc à, Chúng ta biết là có một số chất có phản ứng tráng bạc Đúng không? Đấy Vậy thì những chất như thế nào có phản ứng tráng bạc Và tỷ lệ phản ứng thế nào Thì chúng ta ghi chép lại cho thầy Đầu tiên thì em ghi cho thầy là cộng đầu dòng thứ nhất Là aldehyde Anti-hit thì nó có trường hợp số 1, đó là trường hợp đặc biệt của anh HCHO. Anh này thì công thức cấu tạo của nó chúng ta biết rồi, đây là công thức cấu tạo của HCHO. Thì trong công thức này nó có hai nhóm chức anti-hit, thì hai nhóm này đều tham gia phản ứng trắng bạc. Nên là một anh này á khi phản ứng với AgN3 thì chỉ cần các bạn nắm được tỷ lệ nhé, nó sẽ sinh ra được 4 mol Ag. Được chưa? Trường hợp thứ hai là cái anti-hit thông thường. Có thể là đơn chức hoặc đa chức thì công thức chung của nó là RCHO tất cả N lần có bao nhiêu nhóm chức anhit thì khi tôi cho vào dung dịch agn 3 trong nh 3 thì nó sẽ thu được một mon hít, thì tôi thu được hai mon bạc thế n mon hít, ta sẽ có hai n mon ag các bạn nhớ cái tỷ lệ này là được được chưa đấy là trường đầu tiên là anhit cái trường hợp thứ hai của chúng ta đó là axit formic axit formic và hợp chất của axit formic axit formic và hợp chất của axit formic thì chúng ta có cái dạng chung của nó đó là HCOH và HCOR phẩy những anh này khi tôi tôi cho vào dung dịch agno 3 thì một mol mỗi anh này đều thu được hai mol AG các em nhớ nhé thu được hai mol AG được chưa ngoài ra thì chúng ta có trường hợp của một số chất ở trong chương trình lớp 12 chúng ta học em có thể ghi cũng được không ghi cũng được đó là glucose hoặc là fructose hoặc là Mantoser ba anh này Thì khi tôi cho vào dung dịch AGNO3 trong NH3 Thì đều thu được 2 mon AG Có nghĩa là 1 mon mỗi anh này Khi phản ứng với AGNO3 trong NH3 đều thu được Theo AG theo tỷ lệ 1 chia 2 Được chưa 2 AG thì 1 chất đấy Và ngược lại là 1 mon chất này thu được 2 mon AG Được chưa nhỉ Và cái gạch là dòng tiếp theo đó là, là Mở rộng Mở rộng cho trường hợp của của ankin có nối ba đầu mạch để cho nhiều chúng ta ghi thấy ankin có nối ba đầu mạch ankin có nối ba đầu mạch thì nó cũng phản ứng với AgN3 nhưng cái phản ứng đấy không được gọi là phản ứng trắng bạc nhé E2.2 là có phản ứng với AgN3 trong NH3 để tạo ra kết tủa màu vàng nhưng mở ngoặc không được gọi là phản ứng trắng bạc không được gọi là phản ứng tráng bạc. Các em lưu ý này, được chưa nhỉ? Thế giờ chúng ta có cái phương trình của anđihit có nối ankin có nối ba đầu mạch đây. Đấy, anh này mà cộng với đây thầy viết cẩn thận cho các bạn. Nối ba C này, nối một góc R nào đó. Khi tôi cho vào AgNO3 trong NH3 thì nó sẽ biến thành CAG nối ba C nối R. Cái kết tủa này màu vàng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái mở rộng số 1. Mở rộng số 2 của chúng ta đó là anđehit nhưng lại có nối 3 đầu mạch. Đây là phần nâng cao, anđehit có nối 3 đầu mạch thì uh, chúng ta có cái công thức của nó là CH nối 3C nối R nối nhóm CHO. Thì anh này nó hơi đặc biệt một chút nhé. Khi cộng với Ag nối 3 thì chúng ta để ý thầy cái tỷ lệ. Bình thường là có một nhóm anđehit thì sinh ra hai bạc. Nhưng anh này lại thêm một cái nối 3 đồng mạch thì anh này sẽ phản ứng AG 3 AG nó 3. Thu được cái kết tủa của nó là CAG nối 3C nối R ER, nối CO 4 Kết tủa này có màu vàng và cộng với hai mol AG cũng là kết tủa nữa. Được chưa? Thì đấy là cái những cái chú ý quan trọng nhất mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Em nào mà chưa nhớ cái gì thì chúng ta phải ghi chép lại nhé. Đấy, hoặc chưa biết cái gì chúng ta cũng ghi chép lại thôi. Dần dần chúng ta sẽ biết. Ok, thì bây giờ thầy sẽ đi làm mẫu chúng ta ở một số bài sau đây được chưa nhỉ? Nói là làm mẫu thôi nhưng mà cũng khoảng gần 33. Đấy, thầy cố gắng thầy giải chi tiết càng nhiều càng tốt. Chúng ta bắt đầu cho thầy từ câu số 1. Câu số 1 nó bảo em là cho 0,36 mol metanan. Metanan là hợp chất anhyt có một carbon thì nó chính là HCHO nhá. Chúng ta nhớ thầy công thức cấu tạo của nó là HCHO, được chưa? Thế giờ chúng ta có ngay là số mol của HCHO. Em bấm máy tính là 0,36 chia 30 thì nó bằng 0,012 mol. Đúng chưa? Và chúng ta chỉ cần nhớ thầy tỷ lệ là HCHO này. Nếu tôi cho vào AgNO3 trong NH3 thì tôi thu được 4Ag. Tỷ lệ là một anh này sinh ra 4Ag. HCHO của chúng ta là 0,012 thì anh này nhân 4 là 0,048. Do đó chúng ta sẽ bấm cho thầy được MAG bằng bao nhiêu? Đó, chúng ta bấm thầy nhé. Ta bấm cho thầy là 0,048 nhân với 108 thì kết quả của chúng ta nó sẽ bằng 5,184 g 5,184 g được chưa các em? Vậy thì chúng ta chọn thầy phương án của mình đó là phương án C. Đấy là câu số 1. Câu số 2 thì cũng tương tự. Chúng ta thấy ngay nó bảo là cho 50 g dung dịch aldehyde acetic trắng bạc thu được 21,6 g bạc tính độ nồng độ phần trăm. Thì chúng ta biết là aldehyde acetic nó là CH3CHO. Anh này nếu mà phản ứng với AgNO3 trong NH3 thì anh này là anhít bình thường thì một mol này sinh ra hai mol bạc. Chúng ta có Ag của mình là 21,6 g em nhẩm nó là 0,2 mol đúng chưa? Anh này là 0,2 mol thì cái anh sẽ 3 set O của chúng ta nó sẽ là 0,1 mol. Do đó chúng ta có C% của CH3CHO. Chúng ta sẽ lấy khối lượng chất tan là 0,1 nhân với phân tử khối anh đấy là 44 chia cho khối lượng dung dịch là 50 nhân 100 thì nó bằng bao nhiêu? Đúng nhỉ? Chúng ta bấm thầy 4,4 chia 50 thì nó nó bằng 8,8% đúng không? 8,8%. Vậy thì câu số 2 chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình đó là phương án B được chưa đấy là một vài câu điển hình đầu tiên những câu này rất là dễ nhé tương tự như thế chúng ta có câu số 3, thì câu này cũng thuộc dạng siêu dễ ở đây anh này là 0,1 mon đúng không thì nó trắng gương sinh hai bạc nên chúng ta chẳng phải ghi nói nhiều bạc của chúng ta sẽ bằng hai lần số mon của anh đi hit và nó sẽ bằng 0,2 mon do đó chúng ta tính cho thầy khối lượng bằng cách nhân cho thầy với 108 21,6 gam nhé câu này là câu biếu điểm đúng không Câu này đáp D. Ok chưa? Sang câu số 3 thì đề bài nó bảo em là oxy hóa 10 16,8 gam anhydrid formic thì anhydrid formic của chúng ta nó là HCHO. chúng ta sẽ tính thầy số mol của nó nhé. 16,8 chia cho 30 thì số mol anh này nó sẽ là 0,56 mol. Thì chúng ta biết cái phản ứng HCHO cộng oxy Em nào mà không nhớ thì ghi lại thầy. Cái này xúc tác của nó là mangan 2 cộng nhiệt độ thì nó chuyển thành axit formic. Nhưng bài này nó yêu cầu tính hiệu suất phản ứng, có nghĩa là chúng ta phải hiểu là phản ứng này xảy ra chưa hoàn toàn, đúng không? Thì chúng ta cứ trình bày thay là ban đầu này, ban đầu anh này là 0,56. Chúng ta giả sử anh này phản ứng là x đi, thì axit của mình cũng sẽ là x. Thế sau phản ứng anh này còn 0,56 x và axit formic của mình cũng là x. Nó bảo là lấy toàn bộ sản phẩm tráng bạc. Thì bây giờ chúng ta phải nhớ cho thầy này là cái aldehyde formic ấy, thì nó còn dư thì nó sẽ chém gương bốn bạc đúng không hso dư Tráng gương sinh là bốn bạc chúng ta viết tắt nhé nhưng mà axit formic cũng là cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta phải nhớ anh này cũng có tráng gương đây là axit duy nhất tham gia phản ứng tráng bạc thì chúng ta thấy ngay anh này có một nhóm anhít trong người nên là tráng gương hai bạc thế giờ chúng ta có anh này là 0,56 chứ x anh này là x vậy thì tổng số mon bạc của chúng ta nó sẽ là 4 lần của 0,56 chứ x và cộng với 2 x nó bằng 151,2 chia 108 thì nó sẽ bằng em là 1,4 đúng không? Giải phương trình x bằng bao nhiêu là xong nhé. Đấy, chúng ta tìm thể x. Đợi thầy bấm tay cho nó nhanh đi. Bấm kia bấm chuột hơi lâu, 4 x 0,56 1,4 này chia cho 2 thì x nó bằng 0,42. x bằng 0,42 mol. Vậy thì ban đầu là 0,56 mà phản ứng 0,42 thì từ đó chúng ta suy tiếp thầy để hiệu suất phản ứng thì bằng 0,42 chia 0,56 nhân 100. Đúng chưa? Thì nó bằng 75%. Đáp án D. Đấy là cái câu số 4. Câu số 4 là D các em nhé. Đấy bạn nào mà chưa biết làm chúng ta phải ghi chép nhanh. Rồi, câu số 4 đã xong. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cho thầy câu số 5. Câu số 5 nó cho em hai anh, anh đi hit này tỷ lệ 1:1 thì 7,4g thì em đặt cho thầy mỗi anh là x thì em sẽ tự giải cái này nó rất là dễ, mỗi anh này là 0,1. Vậy thì số mol bạc chúng ta sẽ ghi rất nhanh. Anh đầu tiên sẽ là 4 bạc là 4 x 0,1. Anh thứ hai 2, 2 bạc là 2 x 0,1 thì nó bằng 0,6 mol. Do đó chúng ta bấm thầy MAG nhân với 108 là 64,8 g. Đáp án D, đấy là câu số 5. Được chưa nhỉ? Ở ờ, đoạn đầu thì thầy sẽ cho ba chúng ta làm toàn bài dễ để chúng ta nhớ lại lý thuyết và chúng ta uh, áp dụng được những bài tập khó hơn. Sang cái câu số 6 thì chúng ta nhớ đây là axit formic là axit duy nhất có phản ứng trắng bạc. Vậy thì chúng ta cũng làm rất nhanh. Số mol Ag anh thứ nhất là HCO giá ngưng 4 bạc 4 lần của 0,1. Anh thứ hai là 2 lần của 0,1. Tổng cũng là 0,6 mol. Do đó kết quả mình vẫn là 64,8. Được chưa? Đấy là câu số 6. Câu số 7 nó, nó, dạng toán của câu số 7 đó, đó là nó hỗn hợp cả ankin và aldehyde đúng không? Thì chúng ta chỉ cần nhớ là cái anh đầu tiên ankin này, CH nối 3 CH này cho vào nối 3 trong NH3 thì kết tủa của phản ứng đó là CaG nối 3 CaG. Anh thứ hai là aldehyde đúng không? Aldehyde thì chám gương sinh ra được hai bài. Đúng chưa? Thế thì bài này nó chỉ là bài tập lập hệ phương trình thôi. Chỉ cần lập hệ phương trình là xong, đặt xi này, đây là x đây là 2y này đúng chưa vậy thì chúng ta có hệ phương trình là 26x cộng 44y thì nó bằng 0,92 phương trình thứ hai là tổng chất rắn tổng chất rắn thì cái kết tủa của cái ankin phân tử khối nó là 240 nhân x này cộng với 108 nhân 2y thì nó bằng 5,64 giải hệ nha chúng ta đi giải hệ thôi x bằng 0,01 và y bằng 0,015 x bằng 0,01 và y bằng 0,015 được chưa nó yêu cầu em là tính phần trăm khối lượng của mỗi chất thì lúc này dễ rồi ta có phần trăm khối lượng của C2H2 em bấm thầy là 0,01 x 26 chia tổng là 0,92 bằng bao nhiêu phần trăm 0,01 x 26 chia 0,92 thì kết quả của chúng ta nó sẽ bằng 28,26% 28,26% Vậy thì em tự chọn thầy đoán A nhé Câu 7 chúng ta sẽ chọn thầy phương án A Được chưa? Đấy Tiếp tục chúng ta sang thầy câu 8 Câu 8 thì chúng ta để ý thầy một chút Nó bảo em là biết tỷ khối của x so với oxy là 2,125 Và nó cho em 13,6 gam x tráng bạc Thì nó thu được 43,2 gam bạc Nếu mà chúng ta nhận thấy một điều rất đặc biệt này Anh này là 0,6 mol Nhưng bạc ở đây nó chỉ có 0,4 mol Đáng lẽ là 0,6 mol AgNO3 phản ứng thì bạc của chúng ta cũng sẽ phải là 0,6. Nhưng ở đây lại bạc nó nhỏ hơn, chứng tỏ x nó phải là cái trường hợp đặc biệt là anh Hít có nối 3 đầu mạch, đúng không? Chúng ta có thể ghi thầy nhận xét. Hoặc em có thể nói luôn là số mol AgNO3 chia số mol Ag thì bằng 3/2 lần số mol Ag. Bình thường thì nó sẽ phải bằng. Nhưng khi nó gấp 3/2 thì chúng ta sẽ suy thấy luôn, đó là x là anhđ có nối 3 đầu mạch. Có nối 3 đầu mạch. Thậm chí là chúng ta có thể suy cái tỷ lệ này một cách sâu sắc hơn, đó là chúng ta có thể bấm thầy là m lớn của x ấy thì chúng ta sẽ lấy 2,125 này nhân 32 thì nó bằng 68, đúng không? m lớn x này bằng 68 nhé. Mà khối lượng của nó là 13,6 từ đó chúng ta sẽ có ngay số mon x ấy thì nó bằng 13,6 chia 68 thì nó bằng 0,2. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay điều đặc biệt đó là cái này này còn bằng 3 lần số mol của x nữa cơ. Nên là x nó phải là an có 3 đầu mạch. Vậy thì công thức của X nó sẽ là CH nối 3C nối R nối CHO. Vậy thì phân tử khối cái này nó bằng 68. Ta thay và ta tìm thầy R bao nhiêu. Đúng không? Em chỉ bấm thầy 68 này, trừ đi anđehit là 29 này, trừ đi cái nối 3 đầu mạch kia nó là 25. Thì còn 14, 14 thì nó chính là CH2. Vậy kết luận X là CH nối 3C nối CH2 nối CHO. Đấy là câu số 8. Ok chưa các em? Rồi những cái bài này nói chung là rất là đơn giản chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án của mình chính là phương án D nhé câu số 8 đáp của mình là đáp án D sang câu số 9 nó bảo là đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anhít đơn chức được 6,72 lít CO2 thì chúng ta có thể nhẩm luôn này số mol CO2 nó là 0,3 gấp 3 lần số mol x vậy thì ta có ngay là số mol CO2 bằng 0,3 này số mol x bằng 0,1 từ đó chúng ta sẽ ghi là x có 3 carbon nhưng mà, mà này, chúng ta nhìn qua này, x cộng với agn3 theo tỷ lệ 1 chia 3. Đấy, theo tỷ lệ 1 chia 3 thì điều này chứng tỏ là gì? Suy ra thầy đi, là em ghi thầy là theo tỷ lệ 1 chia 3 chứng tỏ là x là aldehyde có nối 3 đầu mạch. Phải có nối 3 đầu mạch mới có tỷ lệ này. Còn aldehyde bình thường cùng lắm là tỷ lệ 1,4 hoặc là 1,2. Chứ còn aldehyde có nối 3 đầu mạch thì nó mới có cái chuyện tỷ lệ 1,3 đúng chưa đấy là cái chú ý rất quan trọng vậy thì công thức cấu tạo của anh này nó sẽ có dạng là CH nối 3C và nó có 3 carbon thì đây là nhóm O vậy x là đáng của chúng ta ta thu gọn thành C3H2O Đán C thì đấy là câu số 9 đấy, thầy chữa rất nhanh ý nha bởi vì những cái bài này chúng ta đã được chuẩn bị rồi sang câu số 10 thì nó cũng giống câu trên giống câu trên nhưng mà nó thêm một bước cuối cùng đúng nha ta đặt xy này thì thôi bây giờ thầy cho mình toàn người giỏi ta làm rất nhanh nhé Z3 xét ô trắng gương sinh hai bạc đúng không thì ta có 108 nhân 2x này cộng anh này là kết tuổi là CAG 3 CAG là 240i này thì nó bằng 55,2 nhưng nó còn một phương trình nữa đó là 44x cộng 26i thì nó bằng 8,04 giải hệ tìm xy những cái chỗ này chúng ta nắm được tỷ lệ chúng ta làm nó nhanh Đấy, cần uh, giải hệ nhé 44x 26i 8,04. Phương trình thứ hai là 216x 240y bằng 55,2. x bằng 0,1, y bằng 0,14. Thế bây giờ chúng ta sẽ liệt kê lại kết tủa có. Thứ nhất là AG nhé. AG nó sẽ bằng 2X là 0,2 mol này. Kết tủa thứ hai nó là CAG nối 3 CAG. Anh này là 0,14 mol. Nếu bây giờ tôi cho anh này vào HCL Đấy, cho vào HCl thì thầy viết luôn bạn phương trình này này. À, em cứ hiểu vấn này nó là muối đi, muối cộng axit thì biến thành muối mới là CAg thầy xin lỗi AgCl. Và cái kiểu viết như axit mới ta thay hydro vào tư thì biến thành acetilen bay lên. Được chưa? Cân bằng hai vào đây. Thế cái này uh, cho vào HCl thì cái Ag nó vẫn là Ag thôi. Không phải đứng mà. Thì anh này vẫn là 0.2 mol. Nhưng AgCl đây nó sẽ là 0.28 mol. Vậy thì chúng ta sẽ có ngay tổng mở cái tủa ta sẽ bấm vào 108 x 0,2 này cộng 200 143,5 nhân 0,28 đúng chưa chúng ta bấm thử nhé 61,78 em câu số 10 đáng của chúng ta đáng A ok chưa đấy bài này thầy làm hơi tắt nhưng mà chúng ta tự hiểu là gì? Tự hiểu là cái cách viết phương trình phản ứng của câu số 10 nó giống hệt câu số 7 bên trên. Đúng nhỉ? Giống hệt câu số 7 bên trên. Nên là chúng ta có thể tự làm được. Sang câu số 11 thì cũng tương tự như vậy. Nó bảo là hydrat hóa acetylen. Thì chúng ta nhớ thầy có một cái phương trình này. Là acetylen khi cộng với nước ấy. Xúc tác thủy ngân sun phát 80 độ C. Thì lúc này là anh ankin nó chỉ có thể cộng nước theo tỷ lệ 1-1. Thì cái sản phẩm ta viết là nháp Thì cộng với tỷ lệ 1 thì nó thành cái sản phẩm không bền này OH lúc này cắm vào carbon có nối đôi Thì cái này không bền tự động chuyển hóa thành aldehyde Là CH3CHO Được chưa nhỉ Thế bây giờ chúng ta biết bài này hiệu suất là 90% Thì anh này ban đầu là 0.1 mol Thì ta ghi là ban đầu là 0.1 này Phản ứng thì anh này là 90% là 0.09 Thế dư Hoặc là sau phản ứng anh này sẽ còn 0,01 và anh này tạo thành là 0,09 thì sau rồi anh này có 0,09 được chưa thế giờ thầy cho chúng ta làm rất nhanh thôi cái này tạo ra kết tủa là 2ag à, cag nếu 3 cag còn anh này thì tạo ra kết tủa ag thôi 2ag 0,18 mol vậy chúng ta có ngay tổng m kết tủa bằng bấm bình thường là 0,01 x 240 Cộng 0,18 x 108 và ra kết quả. Bấm thôi. 21,84. 21,84 gam Chúng ta chọn D. Đấy là câu số 11. Thầy chữa rất nhanh nhé. Bởi vì những bài này nó đang ở mức độ tương đối dễ. Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 12. Câu 12 người ta cho em làm thí nghiệm là thí nghiệm bên tay trái là cho canxi si các vua tác dụng với nước thì chắc chắn là biến thành acetylen. Acetylen này dẫn qua nước nhưng có HgSO4 xúc tác. Vậy thì cái lúc này nó có khí A thì nó gồm có CH3, CHO và acetylen phải còn dư. Giống bài số 11. Đúng chưa? Sau đó cho hỗn hợp này vào AgNO3 thì tôi thu được kết tủa. Thế giờ tôi đặt XY đi. Được chưa? Em ghi thầy là khí A có Chúng ta có thể viết phương trình ở góc này nhé. CaC2 cộng với nước ấy, thì biến thành CaOH2 lần cộng acetylen. Nhưng mà acetylen này gặp nước ấy, mà nó có xúc tác là muối của thủy ngân. Thì nó sẽ biến thành Aldehyde là CH3CHO. Vậy thì khí A của chúng ta nó sẽ có Aldehyde và thường nó phải có acetylen còn dư. Thì lúc này giống bài trên. Khí A của chúng ta nặng 2,02 g và hai này cho vào A gần kết tủa là AG này anh dưới kết tuổi là CAG nối 3 CAG chúng ta sẽ đặt ẩn xy đúng nhỉ chúng ta có anh này là 2x anh này là y vậy thì mình có phương trình gì mình có phương trình là 2,02 thì nó bằng 44x cộng 26y phương trình thứ hai là 11,04 gam kết tủa thì nó sẽ bằng 108 x 2x cộng 240 x y giải hệ tìm y sao có xy thì nó bảo lại cho ờ, gì đấy nó hỏi hiệu suất phản ứng cộng nước đấy thì chúng ta cũng làm giống hệ bên trên thôi đúng không chúng ta giải hệ này nhé phương trình của chúng ta đó là 44 x cộng 26 y bằng 2,02 phương trình thứ hai 216 x 240 y bằng 11,04 giải hệ x bằng 0,04 và y bằng 0,01 đó Thế giờ chúng ta nhìn như này này Là trong cái phản ứng này thì cái anh X là anh anhit tạo thành nó là 0.04 Thì chứng tỏ cái anh ankin phản ứng nó sẽ là 0.04 Đúng chưa? Thế sau phản ứng Anh ankin này nó còn dư là 0.01 Vậy thì suy ra thầy là số mon ankin ban đầu là 0.05 Vậy từ đây chúng ta sẽ suy thầy là hiệu suất phản ứng Bằng lượng thực tế phản ứng được 0.04 Chia tổng là 0.04 cộng 0.01 Nhân 100 thì nó bằng 80 đấy là câu trắc nghiệm này đáp án A ok chưa thì các em ghi chép thầy cẩn thận lại nhé những cái phương trình phản ứng này rất quen thuộc chúng ta cần phải tự động chủ động ghi chép lại và phải chủ động bấm máy sang thầy câu số 13 câu này thì khó hơn câu này bắt đầu chúng ta phải biện luận đề bài nó bảo là hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin có cùng số carbon đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp thu được 3 x mol CO2 đấy ta tóm tắt đề bài này chúng ta có aldehyde và ankin này hai anh này là x mol khi đốt cháy thì nó thu được CO2 là bằng 3 x và nước thì lại bằng 1,6 x thế đến đây chúng ta có ngay là CO2 gấp 3 lần hỗn hợp nên chúng ta sẽ suy thấy là số C của các chất này á của hỗn hợp M ấy, thì đều bằng 3x chia cho x thì nó bằng 3. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ có ngay ankin nó phải là C3H4. Đúng không? Andehit thì nó phải có C3. H bao nhiêu tôi không biết nhưng mà phải có một oxy. Đấy. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục này. Nó bảo em nữa đó là uh, nước của mình nó bằng 1,6 thì chúng ta có thể suy luôn thầy là số H trung bình của hỗn hợp M Ta thấy là nước nó gấp hỗn hợp này 1,6 lần thì H trung bình nó sẽ bằng 3,2. Ta có thể ghi là 2 nhân với 1,6. Thì nó bằng 3,2. Đúng không? Số hiro trung bình bằng 3,2 thì chúng ta nhìn qua này. Ankin của chúng ta đã có 4 hiro rồi. Vậy thì anhit phải có ít hơn 4 hiro. Mà ít hơn 4 hiro chỉ có thể là 2. Bởi vì sao? Bởi vì số hiro của các chất hữu cơ mà có CHO luôn là số chẵn đúng không? Vậy thì có 3 carbon Vậy thì nó chỉ có thể có 2 hydro 1 oxy Hay chúng ta sẽ có ngay công thức cấu tạo của nó Chính là aldehyde có nối 3 đầu mặt Thầy nói lại nhé là Thứ nhất là chúng ta tính được cho thầy là số carbon trung bình của nó là bằng 3 Mà hai anh này cùng carbon Nên mỗi anh đều là C3 Ankin là C3 chỉ có thể là C3H4 Nó là propin Còn aldehyde thì có C3 nhưng mà không biết bao nhiêu hydro Thì chúng ta thấy ngay hydro trung bình bằng 3,2 mà ankin đã có 4 hydro lớn 3,2 rồi thì ít phải có bé 3,2 hydro nhưng phải là số chẵn thì nó lại có 2 hydro nên nó buộc phải là C3H2O Và công thức cộng tạo như vậy được chưa? Thế bây giờ chúng ta xét tỷ lệ hai này thôi chúng ta cứ đặt đây là uh, chúng ta có thể tính cho thầy thông qua H trung bình cũng được này đúng không nhỉ? Mà bây giờ nó cho luôn 0,1 đi chúng ta cứ tính đây là 0,1 thì ta đặt cho thầy đây là UV xét trong 0,1 mol luôn thì ta có ngân u cộng v thì nó bằng 0,1 đúng chưa em có thể dùng h trung bình để tính nhé h trung bình thì chúng ta có anh thứ nhất là 4h là 4u anh thứ hai là 2h là 2v chia cho u cộng v là 0,1 thì nó bằng 3,2 giải hệ tìm u vì v là chúng ta kết thúc chúng ta có hệ này đây thì dùng lại phương trình này là 1 u cộng 1v này bằng 0,1 phương trình bên dưới là 4u 2v 0,32 U bằng 0,06 Và V bằng 04 Bây giờ nó bảo là cho năm này trắng uh, bạc thì thu được bao nhiêu gam AG Thì thu được AG ở đây chỉ có anh nào trắng bạc Thì chỉ có anh ẩn V này Anh này trắng gương là hai bạc Nó chỉ hỏi bạc đúng không? Thì cái bạc này nó là 0,08 Vậy thì cái này chính là giá trị của ẩn Y Nên bài này chúng ta chọn án C Nhé Còn nếu mà nó hỏi kết tủa thì chúng ta sẽ có có cả cái tủa của nối ba đầu mạch nữa cơ của ankin và cả aldehyde bài này nếu mà tính cái tủa rất là nhiều em có thể ghi thầy là mở rộng một chút mở rộng kết tủa thì có gì thứ nhất là anh đầu tiên là CAG nối 3C nối CS3 kết tủa màu vàng kết tủa thứ hai là nó là CAG nối 3C nối conh 4 của anh Anhit và thêm AG nữa đúng không đấy tất cả đều là kết tuổi mở rộng như vậy các em có thể tự tính nhé rồi đấy là câu số 13 tiếp tục sang thầy câu 14 thì cách biện luận cũng tương tự như vậy nhưng mà nó bảo em là hỗn x gồm có một anhydride và một ankin z nhiều hơn y 1 carbon có nghĩa ankin nhiều hơn anhydride một carbon được chưa nhỉ nó bảo là biết 4,48 lít hỗn hợp này có khối lượng 5,36 thì chúng ta bấm thể m trung bình 4,48 lít là 0,2 mol ta lấy 5,36 chia M trung bình nó bằng 26,8. Vì M trung bình bằng 26,8 nên là chúng ta sẽ thấy ngay là buộc phải có một anh bé 26,8 và một anh lớn 26,8. Mà bé 26,8 thì suy ra cho thầy là an kim buộc phải là buộc phải là C2H2. Thì anh này phân tử khối là 26. Bé 26,8. Còn lớn hơn 26,8 thì chúng ta lại để ý này ankin lại nhiều hơn y một carbon bởi thì đây là ankin z còn andehit y có ít hơn z một nguyên tử carbon thì chứng tỏ suy thầy y là có một carbon đúng không thì nó phải là HCHO và phân tử khối là 30 đúng là m trung bình giữa 26 với lại 30 thì nó chính là uh, một cái số ở giữa thì có thể chọn 26,8 được Bây giờ chúng ta lại quay trở lại ta đặt cho thầy số mol bon từng anh là U và V thì ta lại có phương trình là U cộng V thì nó bằng 0,2 Phương trình thứ hai là tổng khối lượng là 26U cộng với 30V thì nó bằng 5,36 Giải hệ tìm UV Đúng chưa? Chúng ta có cái hệ để ta tìm UV nhé Phương trình đầu tiên là 1U cộng 1V bằng 0,2. Phương trình thứ hai là 26U cộng 30V bằng 5,36. U bằng 0,16 và V bằng 0,04. Nó hỏi gì? Nó hỏi là nếu cho 0,1 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với AGNO3 thì cần bao nhiêu? Đúng nhỉ? Cái này là chúng ta đang tính trong 0,2 mol hỗn hợp. Do đó chúng ta sẽ suy tiếp thầy là trong 0,1 mol X thì có. Thứ nhất là CH3 nội CH3, CH3CH là ẩn U thì bây giờ nó phải chia đôi được 0,8. Và anđihit HCHO bây giờ ta phải chia đôi là 0, 02, đúng không? Anit bằng ẩn V mà. Bây giờ cộng AgNO3 thì anh này cộng 2 AgNO3. Đúng không? Anh này thì sẽ cộng 4 AgNO3 bởi anh này trắng gương sinh là 4 bạc. Nhá, yeah. sản phẩm đây. Anh này thì sản phẩm đây. 43 cộng vân vân vậy thì chúng ta có ngay suy thầy là số mon agno 3 thì nó bằng 2 lần của 0,08 cộng 4 lần của 0,02 thì nó bằng 0,24 mon do đó V thì chúng ta sẽ chia 1m là bằng 0,24 lít đáp án A đấy là câu số 14 được chưa thì những cái bài tập trộn cả ankin với anđehit thì nó cũng là một tập điển hình của cái phần phản ứng trắng bạc này thì chúng ta nhớ thầy là cái cách biện luận đúng không chúng ta có thể tính số carbon trung bình số hydro trung bình hoặc phân tử khối trung bình rồi căn cứ vào dự kiện đề bài để chúng ta loại trừ các trường hợp nhé để ta tìm ra hai chất cuối cùng sang câu số 15 thì cũng vậy nhưng mà nó lại nói là một anđehit no đơn chức mạch hở và một hydrocarbon y có tổng số mol là 0,2 và sau khi đốt cháy xong thì tôi thu được CO2 là 0 và nước của tôi cũng là 0,4. Thì chúng ta có thể nhận xét thấy ngay. Nhận xét à, là. Andehyd. No đơn chức mạch hở. Đơn chức mạch hở. Thì có dạng là CNH2NO. Thì khi đốt cháy. Á, luôn có mối quan hệ là số mol CO2 bằng số mol nước. Đúng chưa? Có nghĩa là một mình andehyd x nếu mà đốt cháy á thì chúng ta sẽ có mối quan hệ đó là số mol CO2 bằng số mol nước. Nhưng mà đề bài nó cũng cho là CO2 bằng nước, đúng không? Mà đề cho số mol CO2 bằng số mol nước và bằng 0,4. Điều này chứng tỏ là Y phải là anken. Bởi vì chỉ có anken thì nó mới cho CO2 bằng nước được. Đấy, đúng chưa? Chỉ có thể là anken. Đến đây chúng ta suy tiếp cho thầy nhé, là suy cho thầy là số carbon trung bình thì nó bằng 0.4 chia cho 0.2 thì nó bằng 2 và số hero trung bình ta suy luôn là ta lấy cũng 0.4 nước chia 0.2 nhưng mà trong nước có 2 nguyên tử hero ta nhân 2 thì nó bằng 4. Thế đến đây chúng ta sẽ suy thầy có những trường hợp sau này, ví dụ trường hợp 1 là hai anh đều có hai hydro à, đều có hai carbon thì nó sẽ là CH3CHO và C2H4, đúng chưa? thì trường hợp này chắc là được bởi vì là nó luôn luôn thỏa mãn đây chúng ta nhìn UV này ta có ngay U cộng V bằng 0,2 và 2U cộng 2V nó bằng 0,4 thì UV gần như là giá trị nào cũng thỏa mãn nên cái trường hợp này đã có thể chọn ngay đoán D rồi Vậy thì chúng ta liệu có thể có trường hợp số 2 hay không thì chúng ta sẽ thấy là C trung bình bằng 2 thì có thể có cái trường hợp là aldehyde bé hơn 2 carbon thì nó là HCHO và aldehyde còn lại kia thì mình chưa biết mình sẽ lý luận thầy xin lỗi anken kia mình chưa biết là có mấy carbon nhưng mình sẽ lý luận Bây giờ lý luận như sau nhé. Chúng ta sẽ phải nhận xét thầy này là số mol x nhỏ hơn số mol y. Từ đó chúng ta sẽ có ngay số mol y nó sẽ lớn hơn một nửa của hỗn hợp. Lớn một nửa của hỗn hợp là lớn 0,1 mà tổng CO2 nó bằng 0,4 nên là số carbon của y ấy, thì sẽ nhỏ hơn 0,4 chia 0,1 thì nhỏ hơn 4. Vậy thì chúng ta sẽ suy thấy y nó phải là C3H6. Đúng chưa? Đấy là trong trường hợp số 2 mình lý luận như vậy. Thế bây giờ cái anh tiếp theo của chúng ta nó sẽ là C2H6. Trường hợp này em có thể đặt cho thầy UV. Mình giải nghiệm nếu mà nó hợp lý thì ta vẫn có thể chọn. Thì ta có ngay là U cộng V thì nó bằng 0,2. Và đây C3H6 nhé. Nhớ là Y là C3H6, Anken mà. Thì chúng ta có tiếp tục là CO2 là 1 U cộng 3V thì nó bằng 0,4. Nhưng mà trường này rất tiếc là U bằng V bằng 0,1 thì nó bị loại. Bởi vì sao nó bị loại thì chúng ta nhìn thấy thầy này nó bảo số mon X nhỏ hơn số 1 Y. Đấy nên là chốt lại là cái trường hợp đầu tiên nó nhận nhé. Nên chúng ta chọn thầy phương án D. Rồi, sang thầy câu số 16. Câu 16 nó bảo là oxy hóa 2,2 gam hợp 2, ,2, 2 ancol đơn chức cần vừa đủ CuO thì chúng ta nhắc lại cho thầy cái phương trình đó là ancol bậc 1 này cộng với CuO thì nó biến thành anđihit cộng Cu cộng nước Chúng ta để ý là anhydrid của mình ở đây nó phải bằng số mol CuO. CuO là 4,8 chia 80 nó là 0,06 mol thì anhydrid là 0,06. Đúng chưa? Anhydrid là 0,06. Nhưng mà chúng ta lại nhận xét thầy là số mol Ag ấy thì nó là 23,76 chia cho 108 thì nó bằng 0,22 mol. Và nó có cái tỷ lệ là số mol Ag chia số mol anhydrid thì sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? Chúng ta thấy là 22 phần 6 thì nó lớn 2 nhưng lại nhỏ hơn 4 Nên chứng tỏ là trong các anh ấy phải có HCHO Anh ấy còn lại thì nó không bảo đồng đẳng kế tiếp Nên chúng ta gọi anh ấy còn lại là RCHO Thì từ đó chúng ta sẽ có ancol nó sẽ là gì? Ancol tương nó sẽ là CH3OH và RCH2OH er Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý dữ kiện như sau Như Ta lại đặt anh này là UV Thì đây cũng là UV thì có phải mình có phương trình là U cộng V thì bằng 0, 0, ở phương trình thứ hai là bạc. Thì ta biết là HCO trắng gương 4 bạc là 4U. Anh thứ hai trắng gương 2 bạc là 2V. Thì nó bằng 0,22. Chúng ta thay đây ta sẽ tìm thấy U bao nhiêu, V bao nhiêu là xong. Đúng chưa? Đấy. Chúng ta cùng thầy thay mình nhé. U thì nó sẽ bằng... Để thầy bấm luôn đi. U nó sẽ bằng và V bằng 0,01 Thế tính UV để làm gì? Thì ta phải tận dụng thầy các ancol của chúng ta nặng 2,2 gram Thì chúng ta sẽ tận dụng là 2,2 Thì nó bằng anh thứ nhất là 32 x 0,05 Cộng anh thứ hai là R cộng với 31 Nhân 0,01 Giải phương trình R bằng bao nhiêu? Chúng ta bấm thầy là 2,2 trừ 0,05 x 32 Chia 0,01 31 Thì R nó bằng 29 các em ạ 29 thì nó là C2H5 Vậy thì từ đó chúng ta sẽ suy thầy là hai ancol là CH3OH và C2H5 CH2OH hay là C3H7OH đấy. Thế câu số 16 chúng ta chọn phương án A để chưa? Đấy là câu số 16. nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 17 được chưa? Câu 17. Câu 17 đề bài nó cho em là cho 11 g hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với natri thuộc hiro thì chỗ này rất là dễ này. Chúng ta nhớ là ancol đơn chức ấy mà cho vào natri thì luôn thu được 1/2 hiro. Hiro là 0,15 thì hai ngày này nó là 0,3. Nên chúng ta bấm luôn thầy là m trung bình của hai ancol thì bằng 11 chia 0,3 thì nó bằng bao nhiêu? Chúng ta bấm luôn thầy là 11 chia 0,3 thì nó sẽ bằng 36,67. 36,63 nên hai anh cô nó sẽ là CH3OH và C2H5OH tại vì nó đồng đẳng kế tiếp đúng chưa thế giờ ta lại đặt UV Thế ta có ngay hệ là U cộng V thì bằng 0 0,3 và tổng khối lượng là 32 U cộng 46 V thì bằng 11 giải tìm được U với V là chúng ta gần như có thể kết thúc bài toán rồi chúng ta có thể tận dụng cái hệ này nhé đây thầy viết sang bên này đi chúng ta có phương trình là 1 u này 1 v này 0,3 32 u 46 v bằng 11 u bằng 0,2 và v bằng 1 u 0,2 v 0,1 bây giờ nó bảo chuyển hóa hai ancol này thành các anhit rồi trắng bạc thì chúng ta biết là ch 3 oh ấy chuyển thành anhit là hcho thì nó trắng gương 4 bạc để chưa anh thứ hai là c 2 h 5 oh thì nó sẽ chuyển thành ch 3 cho và anh này tráng gương sinh ra hai bạc nên là chúng ta có thể tính thành là số mon bạc thì nó bằng 4 lần của 0,2 cộng 2 lần của 0,1 thì tổng bạc là 0,6 mon 0,6 mon thì chúng ta sẽ chọn thầy đúng nhỉ à đây là thầy xin lỗi là 4 thầy tính nhầm 1 mon chứ nhỉ yeah. 4 0 0,2 là 0,8 cộng với 0,2 là 1 1 mon thì là 108 gram được chưa xin thầy đoạn D nhé yeah. Đây, em điền thầy số mon anh này là 0,2 này. Anh này 0,1 thì đây là 0,8, đây 0,2. Ok, đây là bài 17. Nói chung mấy bài, bài này dễ ăn thôi. Chúng ta đang tăng dần độ khó các em nhé. Tiếp tục bài 18. Đấy, bài này thì khó hơn nhiều. Bài này nó bảo em là oxy hóa 0,08 mon 1 ancol đơn chức thu được hỗn hợp X gồm cả axit, aldehyde, ancol dư với nước. Đấy. Thế là chúng ta viết thầy phương trình này, chúng ta có phương trình là ancol đơn chức và thành axit ta cứ viết ancol bậc 1 cộng với có thể cộng với CuO hoặc cộng oxy cũng được nhé em cứ viết cộng oxy đi xúc tác có thể là bột đồng thì nó biến thành RCHO cộng với nước nhưng mà cũng có thể là ancol bậc một ấy khi cộng oxy mà nó dư hơn một chút thì nó sẽ biến thành axit cộng với nước được chưa phương trình bên trên là cân bằng 1 phần hai bên dưới thì tất cả đều là tỷ lệ một một bây giờ nó có 0,08 mol là tổng của ancol đơn chức sau khi ô xóa xong thì sản phẩm của mình nó là hỗn hợp x có thứ nhất là aldehyde này thứ hai là axit này thứ ba là ancol dư này và thứ tư là nước đúng chưa có bốn anh này bốn thành phần như vậy nhé à, bây giờ chúng ta sẽ nên đặt ẩn đi nên là ẩn cho nó tiện thì chúng ta sẽ đặt cho thầy đây là ẩn là x đây là x đây là y đây là x đây là y ancol dư là z và nước của mình nó sẽ là x cộng y đúng chưa chúng ta đặt trong một phần thôi chúng ta xét một phần thế bây giờ tổng toàn bộ là ancol của mình nó là x cộng y và cộng thêm lượng dư là z ta có ngay x cộng y cộng z ta xét trong một phần thì ta chỉ tính thầy không phải không bốn thôi nhé không bốn rồi nó bảo là phần một tác dụng natri giải phóng hiro thì uh, chúng ta sẽ thấy ngay là phần một phần một và tác dụng natri giải phóng hiro thì chúng ta nhớ thầy là số mol hiro bằng cái gì thì tất cả những chất trong đây thì trừ anhít không tác dụng thôi còn axit ancol dư với nước đều tác dụng thì chúng ta biết là những chất này đều đơn chức thì đều sinh ra 1 phần 2 hydro thì nó bằng 1 phần 2 của axit là y này của ancol dư là z này của nước là x cộng y và nó bảo bằng là 0,504 đúng không 0,504 chia cho 22,4 thì nó bằng 0,0225 đây phương trình số 1, đây phương trình số 2 này. Tiếp tục nó bảo phần 2 cho tráng bạc thu được AG. Thế bây giờ cái bài này nó có vấn đề đấy. Bởi vì cái ancol này nhé, nếu nó là ancol có một carbon thì nó hơi đặc biệt. Nếu ancol này có một carbon nó là HCH2OH thì anhit nó sẽ là HCO. Axit của nó là axit formic luôn. Axit formic. Đấy, thì axit formic cũng trắng bạc và HCO trắng hơn thành 4 bạc cơ. Nên bài này chúng ta phải chia thầy trừ một. 1 trường 1 là uh, ancol chúng ta ghi là không phải CH3OH chúng ta xét cái trường là ancol uh, bình thường đã không phải ancol đặc biệt thì chúng ta sẽ có ngay là số mol bạc trong phần 2 suy thầy là ở phần 2 thì chúng ta có ngay số mol bạc nó bằng bao nhiêu thì chỉ có anhit tác dụng đúng không thì nó bằng 2x và nó bằng 9,72 chia 108 khả năng trường này bị loạn nhìn cái số này x qua to quá x bằng cái này bằng 0,09 đấy thì chúng ta sẽ có ngay là x nó sẽ bằng 0,045 chúng ta giải hệ nhé chúng ta có menu 913 này phương trình đầu tiên là 1x cộng 1y à cái này loại ngay này nhìn thấy ngay là x của 0 thì uh, loại đúng không vì sao loại thì chúng ta nhìn thấy phản ứng số 1 ở phương trình số 1 là x cộng y cộng z bằng 0,04 mà một mình x đã là 0,045 thì bởi vì loại vì sao vì y với z nó sẽ phải là số âm thì nó mới thỏa mãn được cái phản ứng số phương trình số 1 kia đúng chưa vậy thì ancol không phải cái này thì đến trường hợp số 2 ancol thì lúc này nó sẽ phải là ch3oh khi ancol là ch3oh đấy thì cái aldehyde của nó sẽ là hco và cái axit của nó là axit formic anh này tráng gương 4 bạc anh này tráng gương 2 bạc vậy thì anh này của chúng ta nó là x anh này là y thì chúng ta có ngay số mon bạc thì nó bằng 4x cộng 2y và nó bằng 0,09 thì đây là phương trình số 3 giải hệ chúng ta sẽ tìm được y ra thấy chưa bài này hay đấy bài này em không để ý là em sẽ bị dính vào bẫy của nó thầy giải hệ nhé 1x cộng 1y này cộng 1z bằng 0,04 này phương trình thứ hai thì ta thu gọi là 1x này cộng 2y này cộng 1z này bằng 0,0225 nhân 2. Phương trình thứ ba của mình là 4x cộng 0y cộng 2z bằng 0,09. Chúng ta có x bằng 0,01, y 0,005 và z bằng 0,025. Ta có x bằng 0,01, y bằng 0,005 và z bằng 0,025. Đúng chưa? Z bằng 0,025 Đấy Thế bây giờ nó hỏi phần trăm khối lượng ancol bị oxy hóa Thì chúng ta sẽ có ngay là phần trăm ancol bị oxy hóa Chúng ta có ngay là tổng ancol bị oxy hóa là nó tham gia cả hai phương trình Thì nó chính là x cộng y Chia tổng ban đầu là x cộng y cộng z Nhân 100 Thì ta lấy 0,015 chia cho 0,04 Đúng không? Em sẽ bấm là 0,015 chia 0,04 thì phần trăm bị oxy hóa là 37,5%. Từ từ, nó hỏi phần trăm bị ancol bị oxy hóa hay Thầy bấm nhầm. Bấm lại là x cộng y đúng không? Chúng ta sẽ có ngay là phần trăm ancol bị oxy hóa. Hình như thầy nhập vào hệ phương trình chưa chuẩn này. 4x cộng với 2y à, hình như thầy nhập nhận ngược hệ số đợi thầy bấm lại cái hệ này, này nhé bấm lại thì lại xóa mất đi rồi phương trình đầu tiên là 1x này 1y này 1z này bằng 0,04 Phương trình số 2 của chúng ta nó là 1x này, 2y này, 1z bằng 0,045. Phương trình thứ 3 của chúng ta đó là 4x cộng 2y. À vừa rồi thầy nhập là thành 2z. Em ạ không z chứ bằng không phải không chỉ có nghĩa là giá trị của y với z nó bị lẫn đấy x lúc này là có không phải không hai y nó là không phải không không năm và z là không phải không mười lăm đấy nó bị lộn hệ số ta có nhé x là bằng không không hai này y bằng không phải không không năm và z bằng không phải không mười lăm hướng làm ta đúng trăm phần trăm rồi à, mỗi dính một cái bước bấm hệ phương trình thầy bấm bằng chuột nên nhiều khi nó uh, bấm nó chậm đấy có thể nó chưa chính xác nên phải kiểm tra lại thế bây giờ chúng ta có ngay x cộng y lúc này nó là 0,025 chia tổng là 0,04 chắc chắn là đáp án rồi 62,5% ok đấy là hướng làm các em check thật kỹ là những cái thông tin mà thầy đưa ra nhé và các cái hệ phương trình thầy bấm rồi chúng ta tiếp tục sang thầy câu số 19 câu 19 đề bài nó bảo em là cho m gam mỗi x gồm 2 rượu no đơn chức đồng đẳng kế tiếp Trời bài này dễ quá, cộng với CO tạo thành sản phẩm trắng bạc thì chúng ta cứ gọi đấy là hai anh RZ2OH này. Đi qua CO thì nó biến thành R trung bình CHO cộng Cu cộng nước. Nó bảo là thu được hỗn hợp khí và hơi y có tỷ khối với rô 13,75. Thế giờ chúng ta có ngay là phản ứng này xảy ra hoàn toàn đúng không? Thế bây giờ y có thứ nhất là RCHO và thứ hai là nước. Nó bảo trung bình là Thế tôi có anh này là R trung bình cộng 29 này. Nước là 18. Ở giữa là bao nhiêu nhỉ? 13,75 nhân 2 là 27,5. Trừ theo đường chéo. Thì chỗ này nó còn R cộng 1,5. Anh này là có còn R còn 9,5. Nhưng mà chúng ta để ý cho thầy trong cái phương trình này là an đi hít với nước số mol bằng nhau nên chúng ta sẽ có ngay là 9,5 thì nó bằng r trung bình cộng 1,5. ô chúng ta tìm được cho thầy được r trung bình bằng 8 này. R trung bình bằng 8 thì hai anh chính là H và CH3 thậm chí ta còn xét được tỷ lệ của nó luôn cho ta biết là H là 1 CH3 là 15 thì ta có thể làm 1 với 15 là nháp này ở giữa là 8 này 7 này 7 thế tỷ lệ 11 đúng không Thế bây giờ chúng ta tìm luôn thầy nhé anh thứ nhất đó là HCH2OH anh thứ hai là CH3CH2OH và an đi hít tương ứng của nó nó sẽ là HCHO và thằng kia nó sẽ là CH3CHO và hai này đang tỷ lệ 11 chúng ta đặt xx hết Đấy, chúng ta làm đơn giản như vậy. Cái chỗ R cho mình bằng 8 em suy ra cho thầy tỷ lệ 11. Bây giờ nó bảo cho toàn bộ hỗn hợp y tráng gương được 64,8 G AG thì số món bạc của bao nhiêu? Chúng ta nhìn này, anhít thứ nhất là formic tráng gương 4 bạc, anhít thứ hai là anhít acetic tráng gương 2 bạc thì nó bằng 64,8 chia cho 108 nên x nó bằng 0,1. Thế đề bài hỏi giá trị của m thì ta có ngay m bằng Anh thứ nhất là sẽ bao h là 32 nhân 0,1 anh thứ hai là xe 5 h là 46 x 0,1 Thì kết quả nó bằng 7,8 Được chưa? Mấy bài này ta giải nhiều nó quen thì, thì ta làm rất nhanh thôi Bài 19 các em chọn thầy phương án A Tiếp tục sang bài 20 Đấy Bài 20 có vẻ nó cũng giống bài bên trên Đây Bài 20 có vẻ nó giống bài 18 Đúng không? Thì chúng ta cũng xử lý giống như bài 18 nhé Nó cho em 4,16 gam hỗn hợp hai ancol một ancol đơn chức ancol đơn chức Ờ, bây giờ nó cũng oxy hóa đúng không? thu được sản phẩm có cả aldehyde, ancol, axit và nước thì chúng ta cứ gọi bình thường thôi RCH2OH này cộng oxy nó có thể biến thành aldehyde cộng nước hoặc vẫn là anh ancol đó nếu mà chúng ta dùng oxy dư hơn thì nó sẽ tiếp tục chuyển thành axit cộng với nước. Thế giờ chúng ta có ngay đó là hỗn hợp y gồm aldehyde này axit này ancol dư và nước chúng ta cũng sẽ đặt ẩn giống bài bên trên đặt x x -y, y này x y đây có x y và anh này dư là z đúng không anh này là x cộng y chúng ta có ngay là nó bảo em là tổng sản phẩm là 7,36 gam thế bây giờ nếu mà em tinh ý một chút ý, thì cái chênh lệch của cái ban đầu với cái sản phẩm chính của oxy thì oxy đây là 0,5x đây là y thì chúng ta có ngay phương trình số 1 là số mol oxy phản ứng ấy, thì nó bằng 0,5x cộng với y và nó bằng 7,36 trừ 4,16 chia 32 đúng không bởi vì hỗn hợp x cộng với oxy mà thành sản phẩm ban đầu nó là 4,16 sản phẩm là 7,36 thì cái chênh là chính của oxy bấm 7,36 trừ 4,16 chia 32 thì nó bằng 0,1 đây chính là phương trình đầu tiên Phương trình số 2 là phản ứng natri, đúng không? Phản ứng natri thì viết bên này đi. Đấy, chúng ta có thể ghi thầy là phản ứng natri. Phản ứng natri thì anh nào tác dụng thì chỉ có ancol axit với nước tác dụng còn anhit không tác dụng nên chúng ta có ngay số mol bằng hình như 0.11 này, 2,464 chia 2,4 0,11 thì nó sẽ bằng 1 phần 2 lần của y cộng z cộng x cộng y đây chính là phương trình số 2 phương trình số 3 của chúng ta thì chúng ta nhìn cho thầy thật kỹ nhé đó là nó cho em hỗn hợp ban đầu nặng 4,16 gam đúng không chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phương trình này để chúng ta tận dụng ta tính toán được đấy hoàn toàn có thể tận dụng để tính toán được bây giờ chúng ta nhìn cho thầy này là cái phương trình số 2 giờ chúng ta rút gọn đã thì nó sẽ là x cộng 2 y cộng với Z thì nó bằng 0,22 phương trình số 1 này hoàn toàn ta thể rút gọn được này x cộng với 2 y thì nó bằng từ đây chúng ta có thể suy được cho thầy z luôn đấy ta có thể suy luôn được z luôn nhé đấy thì em có thể suy luôn đây là phương trình số 2 đi thì chúng ta sẽ kết hợp với thầy với phương trình số 1 thì chúng ta có ngay z nó bằng bao nhiêu ta lấy 0,22 trừ đi 0,2 thì z nó bằng 0,02 đúng chưa z là 0,02 đó dữ kiện này mà chúng ta lại có một cái cái nữa này chúng ta có thể dùng cái sự thông minh cho ta lý luận này ta có Ta có nhé X cộng 2Y bằng 0,2 Có nghĩa là X cộng Y nó phải nhỏ hơn 0,2 Và nó lớn bao nhiêu Thì chúng ta học toán này Ta học toán rất lâu Ta phải biết cái này lớn hơn 0,1 X cộng Y nó phải nằm trong khoảng này Đúng không? Cách giải thế này này Em giả sử toàn bộ hỗn hợp là X Có nghĩa Y bằng 0 Thì X nó bằng 0,2 Thì cái giá trị lớn nhất hỗn hợp đạt được là 0,2 Giá trị lớn nhất của cái tổng X cộng Y đạt được là 0,2 Sau đó ngược lại giả sử toàn bộ Giả sử X bằng 0 thì 2y 0.2y 0.1. Vậy thì giá trị nhỏ nhất của tổng này sẽ là 0.1. Nên x cộng y nó phải chạy trong khoảng từ 0.1 đến 0.2. Do đó chúng ta sẽ có là x cộng y cộng z thì nó sẽ chạy trong khoảng từ 0.1 cộng với 0.02 là 0.12 tới 0.22. Đấy, là chúng ta có thể nói thêm là như thế. Thế bây giờ chúng ta có cái này rồi thì chứng tỏ là M trung bình của ancol hoặc là M lớn ancol thì về cái này chỉ có một cái thôi. Nó sẽ chạy trong khoảng gì? Chúng ta sẽ lấy 4,16 chia 0,22 và 4,16 chia 0,12. Chúng ta sẽ bấm thầy là M và lớn và X sẽ chạy trong khoảng gì nhé. Chúng ta sẽ bấm là 4,16 chia 0,22 thì nó bằng 18,9. Và 4,16 chia 0,12 thì nó là 34,67. Tại sao thầy lại dùng cái này? Bởi vì chúng ta hết cơ hội để chúng ta tìm từng chất được chúng ta có 3 ẩn nhưng mà mình lại chỉ có hai phương trình thì chúng ta chỉ có cách là đi đánh giá đúng không vậy thì mx nằm trong khoảng này thì x chỉ có thể là ancol ch 3 oh đây ancol duy nhất có phần tử khối là 32 nằm trong khoảng này còn ancol to hơn nó là 46 rồi vậy tôi đã biết ancol này rồi thì chúng ta sẽ suy ngay thầy phương trình số 3 là số mol ch 3 oh ban đầu ấy thì nó bằng x cộng y cộng z và nó bằng chúng ta lấy thầy là 4,16 chia 32 nó bằng 0,13 0,13 đây phương trình số 3 giải hệ chúng ta sẽ có x có y và có z đúng không z bằng 0 2 rồi chúng ta thay hệ thôi x bằng 0,02 và y nó bằng 0,09 đấy có x y Thế bây giờ nó hỏi bạc đúng không? Thì chúng ta sẽ ghi luôn thầy là m bạc bằng chúng ta lấy 108 nhân với tổng số mol bạc. Thì em nhớ là cái anhydride của chúng ta bây giờ nó sẽ là anhydride formic tráng gương 4 bạc nó là 4x. Axit của chúng ta bây giờ là axit formic tráng gương 2 bạc là 2y. Thì bây giờ tôi thay số vào biểu thức này, tôi sẽ lấy 108 này nhân với mở ngoặc 4x cộng 2y là 0,08 cộng 0,18 nhỉ, 0,26 thì nó bằng 28,08 gam bài này lúc đầu thầy nghĩ là giống bài 18 nhưng mà thực ra nó còn hay hơn nhiều bài này chúng ta phải còn đi biện luận tìm cái ancol côn đấy thì em phải có một chút năng khiếu về mặt toán học nhé thầy nhắc lại này x cộng 2y bằng 0,2 thì có nghĩa x cộng y nó sẽ nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,2 đấy là cách đánh giá toán học chúng ta biết rồi Ok, chúng ta tiếp tục sang thầy câu số 21. Câu này là một câu nâng cao, Câu 20 bắt đầu là câu nâng cao rồi. Câu này nâng cao hơn nữa. Em có để ý là tất cả các ancol etanol, propan 1 ol, butan 1 ol với pentan 1 ol đều là ancol bậc 1. Thì chúng ta sẽ gọi công thức chung của bọn này nhé là CNH2N cộng 2O. Đây là công thức của ancol no. Thì chúng ta sẽ ghi thầy là gọi công thức của X là anh này. Anh này nếu mà oxy hóa thì nó biến thành anhydride và anhydride của chúng ta cũng là anhydride no thì nó sẽ là CNH2NO nó bớt đi uh, 1 H2 mà anhít với ancol hơn nhau 1 H2 thế bây giờ sản phẩm của chúng ta ngoài anh này thì nó có thể có cả CNH2N cộng 2O còn dư đấy bây giờ chúng ta đọc đề bài này. nó bảo là thu được hỗn hợp y gồm 4 anhít và 4 ancol dư đấy bài này rất cồng cành nếu mà chúng ta không gọi chung một chất thì ta không thể giải được đốt trái y cần vừa đủ 1,875 mol oxy và tôi thu được 1,35 mol CO2. Bây giờ chúng ta sẽ cộng với oxy là 1,875 thì thu được số mol CO2 bằng theo thầy nhé, chúng ta đặt xy là số mol từng anh này này. Thì ta có CO2 ta bảo cho các bon này, NX cộng NI thì nó bằng 1,35. Oxy bây giờ ta tận dụng bảng toàn E. Chúng ta nhìn này, là cái phương trình đầu tiên là carbon cho 4, hydro cho 2 thì anh này sẽ cho 6N này. nhưng mà oxy nó nhận 2 thì cái này sẽ là 6n trừ đi 2 nhân với x anh thứ hai của mình cũng thế carbon cho 4 h thì cho 1 thì anh này sẽ là 6n cộng 2 sau này trừ đi 2 thì nó chính là 6n thì nó bằng e nhận của oxy là 4 lần oxy đúng không 4 lần của 1,875 đó thì cái này tôi thu gọn luôn 4 lần của 1,875 em không cần phải viết phương trình đâu thì nó sẽ bằng 7,5 đây phương trình số 1 đến phương trình số 2. Thì chúng ta có thể là lấy phương trình số 2 trừ đi 6 lần của phương trình số 1. Thì nó bằng bao nhiêu? Bởi vì chúng ta nhìn qua là cái này là 6NI nhé. Thiếu sự y. Ta có là 6NX với 6NI. Ta trừ đi 6 lần phương trình số 1 thì nó tự triệt tiêu. Thì nó chỉ còn có âm 2X bằng bao nhiêu? Chúng ta bấm thầy là 6 x 1,35 trừ đi 7,5. Thì nó bằng 0,6. Chúng ta sẽ có ngay là 2x thì nó bằng 0,6 Nên là x của mình nó sẽ bằng 0,3 x là 0,3 Tôi thay vào phương trình số 1 Tôi sẽ có ngay là 0,3n cộng ni Thì nó sẽ phải bằng Có đúng như 0,3 không nhỉ Đợi thử kiểm tra lại là 6 lần của 1,35 này Trừ đi 7,5 Chia cho 2 x 1,3 đúng rồi thì cái này nó bảo bằng 1,35 đấy À, nhưng mà bài này nó chỉ yêu cầu tính bạc thôi à? Ồ, bài này yêu cầu tính bạc thì dễ quá cần thì phải thay ngược vào đây. Đấy. Chúng ta thấy ngay x bằng 0,3 rồi. Thế bây giờ nó hỏi là tính bạc thì ta phải biết ngay là chỉ có an đi hít tráng gương hai bạc. Nên số mon bạc của mình ấy, thì nó bằng 2x và nó bằng 0,6 mon. Nên chúng ta nhân thành với 108, kết quả là 64,8. Bài này nhìn vậy thôi mà lại dễ ăn nhỉ? Câu này rất là dễ Dễ quá Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn có dám lập hệ phương trình này để làm hay không Nhá Thì em nhớ là CNH2NO Nó chính là anđehit no đơn chức Còn CNH2N cộng 2O Là ancol no đơn chức còn dư Lập hai phương trình rồi trừ vế đi là xong Đấy là câu 21 Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu 22 Câu 22 nó, nó cho em bốn cái hợp chất ba à, hợp chất ba hợp chất này thì chúng ta có thể vẽ để cấu tạo này. anh đầu tiên nó sẽ là hco có công thức cấu tạo là HCHO. Anh thứ hai là CH2O2 thì anh này buộc phải có công thức cấu tạo duy nhất là axit formic. Nhưng anh thứ ba nó bảo là gì đây? C2H2O2. C2H2O2 ừ anh này cũng chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất đó là aldehyde oxalic, chả có công thức nào nữa cả. Nó bảo có số mol bằng nhau, ta đặt xxx. Đốt cháy thì số mol CO2 thì nó sẽ bằng x cộng y cộng 2 2x thầy xin là x cộng x cộng 2x thì bảo toàn carbon nó chính là 4x số mol nước thì sẽ bằng x cộng x cộng x thì là 3x ồ oh, nó bảo cho vào nước vôi trong thì dung dịch giảm cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì chúng ta có công thức là m dung dịch giảm ấy thì nó bằng m kết tủa trừ đi m co2 trừ đi m nước học rồi thì ta biết là cái kết tủa của chúng ta nó chính là ca co3 là 4x mol chúng ta thay số luôn nhé ta sẽ suy tiếp với thầy là dung dịch giảm là 17 này kết tuổi là 100 x 4 x này trừ CO2 là 44 x 4 x trừ đi nước là 18 x 3 x giải cho thầy phương trình x bao nhiêu là xong đúng nhỉ ta bấm thầy đi 100 x 4 trừ 44 x 4 trừ 18 x 3 thế x bằng 0.1 đấy ạ x bằng 0.1 thì bây giờ chúng ta tráng gương thì chúng ta có ngay số môn bạc của bao nhiêu thầy tính theo đúng trình tự nhé anh đầu tiên là HCO tráng gương 4 bạc là 4x này anh thứ hai axit formic trắng gương 2 bạc là 2x. Anh cuối cùng là hai chức anhít trắng anh trắng gương 4 bạc thì tổng là 10x thì nó bằng 1 mol. Vậy thì câu 22 ta chọn đáp án C rồi. 108 g. Được chưa? Đấy là câu số 22. Tiếp tục các em chuyển sang thầy câu số 23. Câu 23 thì đề nó cho em hỗn hợp X gồm aldehyde malonic, acetaldehyde, ethanol và andihid acrylic nếu mà em cứ ngồi mà em gọi cả công thức bốn chất này ra mà em làm thì không thể làm được thầy bày cho các bạn một cái kỹ thuật ở đây đó là khi đề bài cho tất cả các chất trong một hỗn hợp ấy mà chỉ chứa cùng một loại nhóm chức thì chúng ta sẽ nên quy đổi cho thầy thành ba thành phần là cho và chúng ta để ý đến cái oxy nguyên tử này nó chỉ nằm trong nhóm chức thôi nhóm chức của mình đây chính là andihid thì cái này chính là đại diện cho nhóm andihid và các anhít này cũng là bình thường không có HCSO thì chúng ta sẽ thấy ngay là một chức anhít đây trắng dương sinh hai bạc nếu chúng ta tính được oxy nguyên tử là xong thế bây giờ chúng ta nhìn thấy này cái này cộng O2 thì biến thành CO2 cộng nước thế có hết thông tin để tính được gì nữa CO2 ta bấm nhé 39,6 chia 44 nó là 0,9 mol này nước là 11,7 đúng không chia 18 thì nước là 0,65 ờ, O2 là 31,2 gam chia 32 anh này là 0.975. Vậy thì chúng ta chỉ cần bảo toàn oxy thôi. Và chúng ta sẽ tính thầy số mol của nhóm chức CHO. Chính bằng oxy nguyên tử đúng không? Ta lấy 0.9 x 2 cộng 0.65 x 0.975 x 2 thì nó bằng bao nhiêu? Thì nó bằng 0.5. Số mol nhóm chức ANIT là 0.5 thì từ đó chúng ta suy tiếp thầy số mol bạc. Sẽ gấp đôi lên 2 lần của 0.5. 1 mol thì nó cũng là 108 g câu 23 chúng ta chọn thầy phương án B đoạn này toàn bài hay thôi thầy chú ý các bạn nhé nếu nguyên tử oxy chỉ đại diện cho một nhóm chức thì chúng ta nên quy thành carbon hydro và oxy nguyên tử thông qua carbon thông qua CO2 tính được carbon thông qua nước tính được hydro và muốn tính oxy nguyên tử thì chúng ta có thể bảo toàn nguyên tố đấy là câu số 23 tiếp tục câu 24 câu này cũng là nhóm chức anđehit hoặc là nhóm chức ancol với gốc hydrocarbon trong đó tỷ lệ nhóm aldehyde chia nhóm ancol là 24 phần 11. Thế giờ nó cho em thí nghiệm thứ nhất. Đó là nó cho em m gam x cộng với agno3 thì thu được bạc của mình. Nó là 103,68 gam. Hay chúng ta có thể tính thầy nó là 0,96 mol. Đúng như nhỉ? Đấy thí nghiệm 1. Thí nghiệm 2 thì nó lại cho em 16,62 gam x. X về bản chất nó chỉ có ch và O thôi bọn này nó cộng với oxy thì biến thành CO2 với nước oxy chúng ta bấm thành nhé 13,272 chia 2,4 thì nó là 0,5925 0,5925mol à, nó cho em nước là 9,18 chia 18 là 0,51 mol thì hiển nhiên là chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng để tính được CO2 đúng không em lấy thầy là 16,62 này Cộng oxy là 0,5925 x 32 trừ đi nước là 0,51 x 18 Thì uh, chúng ta sẽ có CO2 nó bằng 0,6 mol Đấy CO2 bằng 0,6 mol Thế giờ chúng ta lại thấy ngay nhé C đây nó là 0,6 này H đây nó bằng 1,02 Thì chúng ta có thể tính được oxy nguyên tử Bằng cách là bảo toàn nguyên tố hoặc là mình có thể bảo toàn khối lượng cũng được Thì chúng ta sẽ bấm thầy bảo toàn nguyên tố oxy đi 0,6 x 2 cộng 0,51 trừ 0,5925 x 2 thì oxy nguyên tử trong đây nó bằng 0,525 để thầy kiểm tra lại nhé rồi đấy oxy nguyên tử là 0,525 nhưng nếu ta tinh ý một chút thì cái oxy nguyên tử ấy, nó chính là đại diện cho các nhóm ancol và nhóm anhydride vậy thì cái này nó sẽ bằng số mol của nhóm anhydride cộng số mol của nhóm ancol đúng không mà tỷ lệ là 24 phần 11 nên chúng ta sẽ có ngay mà tỷ lệ của hai nhóm chức này này thì bằng 24 phần 11 đã chúng ta căn cứ vào cái này chúng ta sẽ suy thầy là số mol của nhóm an bằng bao nhiêu số mon nhóm ăn côn bằng bao nhiêu đúng chưa chúng ta sẽ suy thầy số mol của hai cái nhóm chức này bằng bao nhiêu À, chúng ta sẽ bấm nhé tổng là 0,525 và tỷ lệ là 24 phần 11 anh đầu tiên nó sẽ là 0,36 anh nhóm trước thứ hai nó bằng 0,165 rồi thế bây giờ chúng ta sẽ tính thầy bạc bao nhiêu tính luôn bạc nhé ta lấy 108 x 0,36 x 2 đúng không thì nó bằng 77,76 gam cái bài này nó hơi oai oam là chúng ta thấy ngay nè mà chúng ta thấy ngay là mà ở thí nghiệm 1 ta có là m gam x tạo ra 0, tạo ra 103,68 gam AG. Thế ở thí nghiệm 2 là tôi có 16,62 gam X tạo ra được 77,36 gam AG. Vậy thì chúng ta có m bao nhiêu? Ta xét tỷ lệ đúng không? Chúng ta lấy 103,68 này. 103,68 nhân với 16,62 và chia cho 77,36 thì m đây thầy bấm nó bằng 22,16. Vậy thì gần nhất nó là đáp án C. Đấy là giá trị của chúng ta Chúng ta xét theo tỷ lệ Câu 24 cũng là câu tương đối châu bò Nhưng mà nếu mà đề bài nó thân thiện hơn Thì nó nên cho cùng một giá trị thôi Nó có thể bỏ qua cái này này Nó có thể bỏ qua cái số 16,62 Nó cứ ghi là m thôi Sau đó chúng ta tính m thì nó tiện hơn Đỡ phải mất công này, suy theo kiểu tích chéo này Đúng không? Sang bài 25 Nó bảo em là hỗn hợp x gồm hai chất hữu cơ no mạch hở Trong phân tử mỗi chất đều có hai trong ba nhóm chức này Thế giờ cái những chất đấy có thể là gì nhé? Một chất này có thể là nhóm ancol này, đi về nhóm aldehyde này. Chất kia có thể là một nhóm ancol đi với một nhóm axit này. Có thể là một nhóm aldehyde và một nhóm axit. Có ba lựa chọn này. Đề bài nó bảo là hai trong ba nhóm chức này. Cho M X phản ứng tráng gương được bạc và 1,86 g một muối amoni hữu cơ. Đấy. Và đề bài nó còn nói em là cho toàn bộ amoni hữu cơ này vào NH dư được 0,02 mol NH3. Thế giờ chúng ta cứ xét cho thầy là cái hỗn hợp của mình nó có dạng là một cái gốc nào đó gốc ví dụ bây giờ chúng ta chỉ chúng ta sẽ tách riêng cái nhóm anhít ra thầy uh, muốn chúng ta là tách riêng cái nhóm anhít ra còn cái phần còn lại là những nhóm chất còn lại ta đều cho vào gốc hết thì ta gọi những cái chất công thức chung các chất đó là một cái gốc g nào đó liên kết hệ với nhóm anhít cái này được đúng không cho vào agno3 thì cái muối chúng ta nó sẽ là gcoonh4 Muối này nặng 1,86 gram Sau đó muối lại cho tiếp NaOH vào Đề bài nó bảo đấy Đúng không? Thì nó thu được khí NH3 Khí NH3 là 0,02 Vậy thì chứng tỏ cái muối này là 0,02 mol Nên từ đó chúng ta sẽ bấm thành được M lớn của muối Chúng ta sẽ bấm 1,86 triệu của 0,02 Nó là 93 Đúng không? 93 Vậy thì chúng ta sẽ suy tiếp thầy G đúng không? Bao nhiêu? G là một cái gốc nào đó Chúng ta lấy 93 xong trừ đi CO NH4 93 44 trừ đi 17 ở à, chữ 18 sau nó còn 31 g nó bằng 31 các em ạ à. nếu mà chúng ta để ý là 31 ấy, thì không thể là trong cái góc EG đấy nó không thể là cái axit này được không thể là cái chất thứ hai được vì chất thứ hai này thì thứ nhất nó không tráng gương thứ hai là cái gốc của nó thì chắc chắn nó quá 31 rồi một mình OH đã là 17 mà thêm nhóm axit nữa thì nó thành chắc là phải đến cộng như 45 thành 6 mấy rồi mà bài này G chỉ có 31 31 nên em tinh ý một chút đó chính là À, HO nối CH2 rất phù hợp OH ấy, là 17 cộng CH2 là 14 đúng không đấy thì chúng ta sẽ suy được thầy là cái gốc G của chúng ta là cái này vậy thì hai chất là gì hai chất là thứ nhất nó phải có CH2 một cái OH này cái còn lại nó phải có nhóm aldehyde nhưng mà do đề bài nó bảo hai chất này phản ứng AG 3 ba đều thu được cùng một cái amoni hữu cơ chúng ta có thể tính thêm bạc nhé bạc là 4,05 phẩy chia cho 108 thì nó là 0,0375. Nếu mà cả hai chất đều trắng bạc mà chúng ta biết là amoni của chúng ta nó là 0,02 hay muối này là 0,02 thì bạc của mình ít nhất phải gấp đôi hoặc 4. Trong khi đó bạc ở đây nó chỉ có 0,0375, chứng tỏ chỉ có một trong hai chất này trắng bạc thôi. Vậy thì đã có chất thứ nhất này trắng bạc thì chất thứ hai chúng ta vẫn phải có cái gốc Z2OH đó và nó sẽ phải là nhóm axit. Nhóm axit này không trắng bạc nhưng khi cho vào amoniac ấy, thì nó lại biến cái đuôi COH này, này thành đuôi conh 4 giống hệt như muối sau khi phản ứng tráng gương nên cái này nó rất phù hợp chúng ta sẽ có ngay là cái này thì nó sẽ bằng 1 phần 2 AG em có thể đặt xy này em sẽ có ngay x cộng y thì nó bằng ammoniac là 0,2 và thứ hai là 2x thì nó bằng bạc là 0,0375 do đó chúng ta tìm thấy là x với y cái bài này em chỉ cần thêm một chút lý luận là xong nhé chúng ta có 0,0375 chia 2 thì anh này nó sẽ bằng 0,01875. Anh này nó sẽ là 0,00125 mong. Đấy, nó hỏi giá trị của m, m hỗn hợp này. M thì ta cộng vào thôi. Đúng chưa? Cái nghĩa ta lấy 31 cộng với 29 nhân 0,1, 0,01875 cộng anh thứ hai là 31 cộng 45 nhân 0,00125 thì m nó bằng 1,22. Đáp của mình nó là đáp án C. Ở đây thầy uh, chú ý lại cho các bạn nhé. Cái phương trình tráng gương nhé, đây, viết lại để chúng ta còn hình dung là được. Là cái nhóm chức A này sau khi tráng gương ấy thì nó biến thành 2AG. Nhưng cái sản phẩm đi kèm của nó là cái cái đầu này vẫn để yên này, những cái đầu anhit nó biến thành CONH4. Được chưa? Thế bây giờ tại sao thầy lựa chọn cái chất thứ hai nó là tạp chất ancol axit. Axit thì không tráng gương nhưng mà gặp NH3 thì nó cũng biến thành cái muối giống hệt cái muối khi tôi cho anhydrit kia tráng gương. Thì bởi vì là axit tác dụng được với bazơ để nó biến thành muối là CO 4 Đúng chưa? Đấy là cái câu số 25 là hai chất này. Phù hợp rồi. Câu 26 là một câu điểm 10 của một đề thi đại học. Nếu mà chúng ta gặp câu 26 trong một đề thi nào thì chúng ta hiểu đấy là câu điểm 10. Câu điểm 10 này nhưng mà cũng không khó. Chúng ta đọc nhé. Hỗn hợp x chứa 5 chất hữu cơ no mạch hở có số mol bằng nhau. Chi x thành 4 phần bằng nhau. Chúng ta để ý là phần 1 mà tác dụng với uh, natri, cái này đúng không? À, tác dụng vừa đủ với hiro. Thì đây là các hợp chất hữu cơ no. Thì ta nhớ là trong các nhóm trước ấy thì tôi có nhóm ancol, nhóm anđehit nhóm axit. Đúng chưa? À bài này nó bảo là chứa nhóm chức anđehit hoặc nhóm chức axit thôi hoặc một hoặc cả hai nhóm này Thế bây giờ trong hai nhóm chức này chỉ có nhóm chức aldehyde tác dụng hiro. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay phần 1 thì chúng ta ghi thành là số mol nhóm aldehyde thì nó bằng số mol hiro thì nó bằng 0,04 mol. Phần 2 thì tác dụng với NaOH thì chỉ có nhóm axit thôi, đúng không? Chỉ có nhóm axit mới tác dụng với bazơ thì nó bằng số mol của NaOH. 400 ml 0,1 m là 0,04. Phần 3 thì chúng ta có ngay số mol CO2 thì đây chính là tổng số mol CO2 nó bằng 3,52 chia 44 nó là 0,08. Cái CO2 này là CO2 tổng khi đốt cháy tất cả các chất. Mà chúng ta có một điều nhận xét rất đặc biệt, chúng ta có nhận xét thì cái điều đó là số mol CO2 thì nó bằng tổng số mol carbon thì nó bằng số mol của nhóm aldehyde cộng với số mol của nhóm axit là bằng mỗi anh là 0,04. Có nhận xét thấy không? Anh này là 0,04 này. Anh này cũng là 0,04. Uh, cái này thì nó là 0,08 rồi. Và điều này chứng tỏ là gì? Các chất có điều gì đặc biệt không? Các chất chỉ có carbon nằm trong nhóm chức. Nhóm chức là nhóm anđehit với nhóm axit đấy, nằm trong nhóm chức. Hay là không chứa carbon ở gốc hydrocarbon. Vậy thì các chất đó là gì? Các chất nào mà thỏa mãn điều kiện này? mà lại có năm chất thứ nhất là nếu mà đơn chức thì có thể là HCHO không có carbon ở gốc thứ hai là axit formic thứ ba là anđehit hai chức hoặc cái hợp chất tạp chức CHO nối COH và cuối cùng là một nhóm hai nhóm axit nối với nhau Đấy, chỗ này nó bị xuống dòng hết giấy đợi thầy lý đi. thầy điều chỉnh lại cái viết à, chất thứ tư là một chức anđehit một chức axit nhưng chất cuối cùng của chúng ta là hai chức axit gắn với nhau. Đúng chưa? Đấy là năm chất mà chúng ta có thể tìm được. Không còn chất nào. Đấy, trên đời này chỉ có năm chất này là nó chỉ có carbon trong những nhóm chức anhydride với axit mà không có carbon trong gốc thì gốc đấy có thể là không có hoặc gốc đấy chỉ có thể là hydro, đúng không? Mà đề bài nó còn bảo là số mol bằng nhau. Trời ơi, dễ chưa? Số mol nhau ta đặt là x x x x x. Vậy thì chúng ta có ngay là số mol cái gì cũng được, số mol CO2 đi. Thì anh thứ nhất là x này, anh thứ hai là x, anh thứ ba là 2x, anh tiếp theo cũng là 2x, anh cuối cùng là 2x. Thì nó bằng 0.08 nên x nó sẽ bằng 0.01. Tìm được x rồi. Bây giờ đề bài nó hỏi em đó là nếu cho toàn bộ hỗn hợp này tráng gương thì số mol bạc bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ xét ở thầy phần 4. Phần 4 thì số mol bạc thì ta thấy ngay là anh thứ nhất là HCO tráng gương 4 bằng là 4x. Anh thứ hai axit formic trắng gương hai bạc. Anh thứ ba là bốn bạc. Anh tiếp theo là hai bạc. Anh cuối cùng là hai nhóm axit thì không trắng gương. Tổng bạc đây là 12x là 0,12 mol. Do đó chúng ta sẽ bấm thầy MAG. Lấy khỏi 12 x 108 nó là 12,96 g. Đáp án C. Đúng chưa? Đây là một bài tập điểm 10. Nhưng mà chúng ta giải quyết ở trong tầm tay. Chỉ có 2 3 dòng là xong. Các em cố gắng nhé, chúng ta tiếp tục sang thầy câu 27. Đấy, câu này cũng là một câu điểm 10 của đề thi tốt nghiệp, đã từng xuất hiện trong đề minh họa của Bộ Giáo dục đào tạo những năm 2017 2018. Bây giờ chúng ta thấy ngay là có 3 chất hữu cơ XYZ, trong đó số mol X bằng 4 lần số mol Y cộng Z, phân tử khối lớn 50, đều có thành phần nguyên tố chứa sắt được chưa? Thí nghiệm 1 đốt cháy. Thí nghiệm 1 đốt thì chúng ta có ngay là số mol CO2 tổng 13,2 chia cho 44 đó là 0,3 mol. Được chưa? Thí nghiệm 2 là phản ứng nahco 3 và đứng nữa HCO3 để sinh ra khí CO2 CO2 đây nó là 0,04 thế giờ chúng ta phải nhớ lại thầy là trong những nhóm chức mà ta đã học chỉ có nhóm chức axit tác dụng nữa HCO3 nên chúng ta suy thấy số mol nhóm axit em cứ tính ra cho thầy đi để tí chúng ta có thể tìm ra điều gì đó đặc biệt hay không tiếp tục là thí nghiệm 3 là tráng bạc tráng bạc thì để cho em số mol bạc của mình nó là 56,16 thì nó là 0,52 mol năm hai mol này này. ứng g năm hai mol. Vậy thì chúng ta sẽ suy thầy là số mol của nhóm amidit. Thì nó bằng một nửa của Ag nó không phải 26. Thế có phải bài 27 em nhìn lướt qua là giống bài bên trên đúng không? Có nghĩa là gì? Tổng carbon nguyên tử nó không phải 3. Này bằng tổng hai nhóm chức này, chúng ta lại nhận xét. N carbon thì bằng n của hai nhóm CHO cộng với COH. Nên suy thầy là các chất các chất chỉ chứa carbon trong đâu trong nhóm chức mà không nghĩa là gì nghĩa là gốc không chứa carbon vậy thì bài này nó giống bài trên rồi giống bài trên thì chúng ta cũng sẽ tìm được năm chất như vậy nhưng mà kinh nghiệm là bài này nó bảo năm chất đấy cái phân tử khối lớn 50 thì chúng ta quay lại bài 26 năm chất này thì HCO nó là 30 HCOH là 46 Vậy thì ba chất còn lại buộc phải là gì Từ đó chúng ta sẽ suy thầy là X là nhé X là gì X là à, thằng bé nhất đúng không CHO 2 lần này Y là CHO nối COH Còn anh Z là COOH Nối COH Em sẽ đặt cho thầy các ẩn là X Y và Z Ta có phương trình đầu tiên đề bài nó bảo số mất x bằng 4 lần y cộng z có nghĩa là x bằng 4 nhân với y cộng z này. Phương trình số 2 là số mol CO2 đi là 2x cộng 2y cộng 2z thì nó bằng 0,3. Và phương trình cuối cùng em có thể suy thầy là số mol của nhóm axit đi. Nhóm axit thì nó là y cộng 2z nó bằng 0,04 giải hệ tìm x, y và z là kết thúc. Đúng chưa? Chúng ta giải thầy hệ đấy nhé. Đợi thầy bấm mãi nhé. X nó bằng 0.12 Y bằng 0.02 Và Z thì nó bằng 0.01 được chưa? Có y z thì nó hỏi phần trăm khối lượng của y Vậy thì chúng ta bấm luôn thầy phần trăm khối lượng của y Em bấm thầy là 0,02 này Nhân với 74 à? Chia tổng Chia tổng 3 chất thì đúng không? 0,12 nhân 58 cộng Answer cộng 0,01 nhân 90 Phần trăm đó bằng 15,8% là sấp xỉ 16% bằng 15,845% thì nó hỏi gần nhất thì gần nhất là 16 đúng chưa đấy là cái câu này nhé gần nhất là 16% câu số 27 chúng ta sang câu cuối cùng trong một bài tập mà mà thầy sẽ chữa chi tiết đấy nó là chữa chi tiết nhưng mà toàn là câu điểm 10 thôi. đúng không bình thường thì người ta hướng dẫn chủ yếu hướng dẫn mấy bài dễ thì chúng ta phải tự sáng tạo là câu khó nhưng mà hôm nay thầy sẽ chữa hết cho chúng ta tất cả các câu có thể khó, khó nhất có thể đạt được còn những cái bài tập tương tự bên dưới á, thì chúng ta sẽ tự làm và tự so đáp án nhé câu số 28 nó bảo hỗn hợp x gồm một số chất hữu cơ bền mỗi chất chỉ chứa hai trong ba nhóm chức ancol anhid axit thì câu 28 là cái màu sắc của nó có vẻ là nó sẽ giống cái câu số 25 nó cũng bảo là có hai trong ba nhóm chức đúng chưa thế giờ chúng ta sẽ có thể có lựa chọn các chất đó là r này một anh là OH, một anh là CHO này, có thể là một anh là OH, một anh là COH, có thể một anh là CHO và nhóm còn lại là COH đúng không? đấy là các lựa chọn của mình. Bây giờ nhé chúng ta thấy ngay này đốt cháy mỗi chất đều được CO2 gấp đôi, wow dễ này. Nhận xét đốt V lít mỗi chất mà số mol CO2 này là bằng 2 V chỉ là các chất đều có hai carbon. Đều có hai carbon. Ô vậy đến đây ta suy luôn được ba chất rồi gì đó. Chỉ là các chất là gì? Hai carbon mà lại chứa hai trong ba nhóm chức. Chất nào cũng chứa hai trong ba nhóm chức. Thì các chất là gì rồi? Đây có hai carbon thì một cái OH này thì nó phải đi về CH2 này. Anh kia thì nó có thể là chứa hai trong ba nhóm chức đúng không? CHO này. Anh thứ hai là CH2OH nối với COH và anh thứ ba là một nhóm aldehyde nối với một nhóm axit đây là ba chất chúng ta thôi nhớ nhé nó bảo là chất nặng phải chứa hai trong ba nhóm chức chứ không có cái chuyện là một chất chứa cùng là nhóm chức ancol hoặc là cùng là nhóm chức aldehyde hoặc là axit là không được đâu nó phải luôn có hai nhóm chức trong ba nhóm chức này thế bây giờ đến đây nó rất dễ là gì nữa ta sẽ đặt cho thầy xyz là số mol trong một phần thôi được chưa bây giờ ta ghi thầy phần 1 Phần 1 tác dụng với NaHC3 được số mol bon CO2 thì chính là số mol bon của nhóm axit. Nhóm axit nó sẽ tác dụng. Nhóm axit của mình nó sẽ là Y cộng Z thì nó bằng 0,1. Phần 2 là tác dụng với natri là nhóm gì? Những nhóm nào mà tác dụng natri nó là nhóm OH cộng với nhóm COH. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ngay nhóm OH của mình nó chính là X cộng với Y. Đúng không? X cộng Y nhóm COH của chúng ta thì ta vừa tính nó là 0,1 hoặc ta có thể ghi là Y cộng Z thì nó bằng hai lần số mol hiro nhớ nhé những cái nhóm này nó tác dụng natri sinh ra 1 phần 2 hiro nên hiro là bao nhiêu thì chúng ta gấp đôi lên là các cái nhóm này đấy thì hiro là 0,0095 x 2 thì nó là 0,019 đây là phương trình số 2 phương trình số 3 của chúng ta là 31,44 chia thành 3 phần thì anh thứ nhất nó sẽ là 60x này anh thứ hai là 31 cộng với 45 là 76 y Anh cuối cùng là 29 cộng với 45 là 74 z Chúng ta giải hệ nhé Chúng ta thử bấm cho thầy cái hệ ba ẩn đấy xem

Sau khi tìm được Z nó hỏi là phần 3 cho tráng gương được bao nhiêu gam AG Dễ quá Phần 3 Số mon AG thì anh thứ nhất là có một chữ anh H là 2X Anh thứ hai không tráng gương Anh cuối cùng là tráng gương hai bạc là 2Z 2X cộng 2Z thì nó sẽ là 0,22 mon Do đó chúng ta bấm thầy MAG Ta nhân cho thầy với 108 Nó bằng 23,76 gam được chưa nhỉ? Đấy thì bài này chúng ta chọn phương án C. Vậy là vừa rồi thầy đã hướng dẫn chúng ta 28 câu và chữa chi tiết 28 câu này nhé. Trong 28 câu này thì có những cái nội dung chính. Đó là các câu đầu tiên ấy, thì nó chỉ là hỏi về những cái phản ứng tráng gương của những cái aldehyde hoặc những cái axit formic rất là cơ bản. Được chưa? Kiểu thứ hai là nó sẽ hỏi em về cái bài toán trộn ankin với cái aldehyde. Kiểu thứ ba là hỏi về ankin của nó ba đầu mạch. Là như kiểu câu 8, câu 9 kiểu thứ tư, đó là cái kiểu mà nó sẽ oxy hóa ancol chuyển thành anđehit, axit, nước rồi nó cho xử lý tiếp. Và kiểu cuối cùng đó là những cái bài tập tổng hợp là nó sẽ cho em nhiều chất hữu cơ có các nhóm chức khác nhau và nó yêu cầu em đó là đi tìm khối lượng của từng chất hoặc là đi tìm tổng khối lượng các chất tùy từng bài. Thì những cái bài như thế này thầy khẳng định các bạn là những bài đặc trưng nhất của cái dạng toán phản ứng tráng bạc thì thầy rất mong muốn là chúng ta sẽ chủ động chúng ta làm thêm những bài tập tương tự ở cái phần bài tập tự luyện bên dưới này bên dưới này bài tập tự luyện thì trong file thầy gửi cho em có rồi và bây giờ thầy sẽ cho đáp án ở trên đây đúng không thì cái đáp án này thì yên tâm là thầy sẽ gửi cho chúng ta chúng ta có thể chủ động về chúng ta soát nhé đấy ok các em à, chúng ta đã học xong dạng toán này và thầy rất mong muốn là chúng ta phải dành thời gian xem thật kỹ video và tìm bài tập tương tự làm nó thầy bye bye các em hẹn gặp lại các em ở các buổi tiếp theo